Vâng, em chào tất cả các bác và các bạn. Trong buổi chiều hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Hôm nay em làm một cái video chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn. Một video để phun ép lộc nhãn, để lộc nhãn nó chuyển tha hóa sang thành hoa, bùn hoa. Thì hôm nay em chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn cái video để làm sao ép cái lộc nhãn, để cho cái lộc nhãn này xong để chuyển hóa thành hoa. Thì trong thời gian vừa qua, cũng từ 29 tháng 11 thì thời tiết nó cũng mưa. Mưa triền miên ấy, tăng cường không khí lạnh là nó mưa rơi vào tầm có khoảng gần một tuần. Thì hầu hết là hôm nay là rơi mùng 9 cũng trời cũng hửng nắng. Nhưng chỉ trong khoảng ngày hôm nay thôi, mai có khi lại tăng cường về không khí lạnh và có khi lại đem theo mưa. Nhưng hầu hết trong cái thời gian này, kể cả các vườn nhãn mà không được xử lý như phun thuốc hay khoanh ấy, đa số bây giờ là ra lộc ra hoa rất chi là nhiều và lộc đỏ luôn. Nếu mà không xử lý thì sẽ có nguy cơ là mất mùa. Thì hôm nay em làm cái video chia sẻ gửi tới tất cả các bác và các bạn một video trong của buổi hôm nay, để làm sao mình dùng các loại thuốc để mình phun, mình ép để làm sao cho cây nó trở về chế độ, để làm sao nó đùn hoa, cho chế độ đùn hoa. Thì hôm nay em chia sẻ gửi tới tất cả mọi người. Thì em cũng mời tất cả các bác và các bạn nhé, cùng đồng hành video em nhé. Thì các bác các bạn xem video cho em xin một like, một nút chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh nhé. Thì đây em cũng đang quay trước ống kính máy quay của em là một cái cây nhãn này, mà hầu hết cũng các bác ở trên Sơn La, Sông Mã cũng vừa rồi cũng gửi hình ảnh và cho em. Hầu hết cái đợt trước là phun các dòng thuốc của em là hầu hết nó cũng bật hết hoa rồi. Còn nào hết thời điểm này là nhiều dầm vườn là đa số là lộc nó đỏ chét và hình lộc như thế này. Thì như thế này thì các bác lên phải phun lộc nha, để ép cái lộc. Riêng nhãn là không được phun, để tại làm sao lộc nhãn không được rụng. Nếu mà rụng thì nó vẫn là bị mất mùa và đùn lộc đỏ tiếp. Còn riêng cái lộc nhãn để làm sao mình ép thành hoa thì như các dòng thuốc các bác ép này, chỉ được cái lộc nó cứng, cái lộc loan này nó ra nó sẽ cứng và nó vàng trứng lại. Sau đó nó sẽ đùn ở cái lách hoa ở trên cái cành lộc loan này, và có khi là đùn ở bên trên nhá. Thì em đưa các bác và tham khảo một số hình ảnh đây, như cái nhãn này hầu hết là lộc là cũng tương đối là cứng nha các bác nhá. Lộc đỏ đấy, lộc vừa rồi mưa ẩm ra tầm này nên là các bác là phải phun này, ép này. Thì các dòng thuốc thì tí em sẽ chia sẻ cho gửi tới tất cả các bác để làm sao ép để đúng cái thời gian này, để cái cây nhãn nó trở về để thành chuyển hóa hoa, để cho nó đùn hoa ra đầu thì cây nhãn mới đem lại hoa và được cái vụ mùa hoa của nhãn và mùa quả được mùa. Còn không thì các bác mà cứ để xuồng thế này nhá, đa số nó sẽ là chuyển sang màu này, rồi là cái ngọn nó teo đi, mà các bác không xử lý thì nó sẽ ngọn nó teo đi và không có hoa đâu nhá. Và không có hoa đâu. Đấy, các bác xem là cái mầm nhãn nó mập này cơ mà. Đấy, em zoom cho các bác xem đây này. Đấy, những cái đầu nhãn này các bác khi mà phun thuốc vào thì cái đầu nhãn này là nhãn nó cứng lại, nó vàng lại, nó sun lại rồi nó sẽ đẻ hoa ở trong cái đầu này ra. Vâng, thì em đưa các bác đi tham quan. Đây là cái cây nhãn để làm sao mình ép các dòng thuốc để đem lại cái hiệu quả trong vấn đề để cho ra hoa được tốt hơn, là không được để mất mùa. Thì trong thời gian này riêng cái cây nhãn thì em vẫn chia sẻ là các bác nên ép cây nhãn khi nó ra từ 5 đến 7 phân đổ về, ép là để đạt cái hiệu quả cao nhất nhé. Bên như những cây nhãn này là các bác ép là đẹp này. Thì riêng cái dòng này thì đa số là cái nhãn mùa này nó ấm mà. Thì nó ấm nó sẽ đem lại cái tỷ lệ lọc là nó rất khỏe luôn, mưa ẩm nữa. Đâm ra nó bật lên rất khỏe luôn. Đây những cái đầu lọc các bác xem này. Đấy rất đỏ nhá, dài nhá. Đấy như cái đầu này là phải ép, phải ép thì những cái đầu kia nó sẽ cái lá nó sun lại và nó sẽ đẻ hoa lách ra. Và sau đó mình kết hợp phun vừa ép sau đó phun cả cái kích hoa nữa nhá. Vâng, thì bây giờ em cũng mời các bác đi xem một số cái hành vườn như em đây, và để làm sao để xử lý cái vườn nhãn để đem lại cái hiệu quả cao, tốt, đẹp, được mùa.
Còn đây là cái vườn nhãn này em đa số là xử lý bây giờ đang đùn hoa. Cũng có bông có ra tầm khoảng từ 3 đến 4 phân, 5 phân. Đấy, đây các bạn này. Đây là cái vườn nhãn nhà em đây, thì cũng như những cái video trước ấy em chia sẻ, khi em xử lý lọc và đến khi chăm lọc đến lúc thời điểm để xử lý phun thuốc và khoanh thì em cũng khoanh trong thời gian này nó rơi vào tầm một tháng hơn tháng rồi các bạn, đang thời gian là đùn hoa rồi đây, thì em cũng chia sẻ gửi tới tất cả là mọi người luôn đây nhá. Thì riêng cái nhãn đầu tiên là nó ra nó đùn sẽ đây đầu như thế này nhá, em cho các bác xem. Của em mới báo thôi, những cái cây nào báo khỏe nó báo tầm này đây nhá các bác nhá. Đấy, đấy như cái đầu lọc này nó báo tầm này là hoa nhá, vừa rồi em đã phun thuốc rồi, và bên trên kia nữa là trên kia là một cái nhánh hoa nữa này. Nếu mà mưa ẩm này mà ẩm lên thì là bắt buộc phải ép thuốc các bác các bạn, thì cái cây nhãn nó mới chuyển nó hoa nó mới dễ hơn. Thì riêng cái nhãn này là không được ép, làm sao đừng để ép cho rụng lọc. Rụng lọc là hầu hết là cái cây nhãn này là coi như là cái vụ lọc và hoa nó sẽ nó không có đùn hoa mà sẽ đùn lọc tiếp với các bạn. Không như cây vải. Như vải mà mình sẽ xử lý thì nó sẽ là tụt lọc ra hoa. Nhưng thằng nhãn là đa số là ra lọc đùn xong bắt đầu mới đùn hoa ra ở đầu và lách. Riêng với cây nhãn thường thường cây nhãn mà năm vừa rồi mà được mùa hầu hết là đa số là đùn sẽ là tầm ra lọc tầm có khoảng từ 2 đến 3 lá đấy, xong bắt đầu đùn hoa. Còn cây nhãn mà năm vừa rồi mà không có quả mất mùa ấy mà đến bây giờ mà để nó đùn thì đa số là hoa 100%. Vì nguyên nhân và lý do là riêng cái cây nhãn đã ngủ nghỉ và đã mất mùa thì nó đã tích trong thân là về sinh sản và chế độ sinh sản là đạt 80-90%. Hầu hết chỉ có những cái trận mưa là to mà rào quá thì có thể nó kẹp theo một hai cái lọc thôi, còn đa số là hoa hết. Còn riêng cây nhãn mà cái năm vừa rồi mà sai quả và để tiếp tục để sang năm 2024 này để tiếp tục ra hoa mà mưa ẩm nhiều mà các bác mà không xử lý tốt nó sẽ bật lọc 100%. Và như em những cái video trước em chia sẻ gửi tới tất cả mọi người, nếu như một là khoanh và phun thuốc ủ hoa thì trong cái thời gian trước thì đa số là cái năm nay là nhuận mà nập xuân từ 25 tháng 12 năm âm lịch năm 2023. Thì hầu hết đến thời gian này là được những cái trận mưa cũng rất tốt và rất đẹp cho những cái vườn vải mà để nó đẩy đầu hoa và ra hoa thuận lợi. Và cũng có vườn vải cái đa số là cũng sẽ bị kẹp lọc nhiều. Và nhất là về vườn nhãn. Vườn nhãn mà mưa nhiều như này đa số là sẽ bị kẹp lọc nhiều mà không xử lý để ép hoa thì đa số là sẽ là đem lại cái hiệu quả để ra hoa rất kém luôn. Thì hôm nay em làm video chia sẻ, bây giờ em mời tất cả các bác các bạn em chia sẻ một số mẫu thuốc đây. Đây các bác các bạn này, thì thuốc đợt này mà ép thì em chia sẻ là ép các dòng phân, và sau đó mà cái vườn nào khỏe quá thì mình sẽ phun. Đây em sẽ chia sẻ các bác đây. Đây một chai thuốc này, tên các bác cứ nhớ cái tên này, nó gọi là 63636 thành phần đấy, đạm mà là 6 lân 36 kali 36. Thì cái chai này đa số là để làm sao mình xử lý, vừa xử lý tách lọc nhé. Đây này, đa số là xử lý tách lọc các bác các bạn, đây em cho các bác xem. Đây tên thuốc là 63636 nha. Cái này thuốc ủ mầm hoa rất tốt luôn, mà quan trọng là đây là hãm cái lọc lon này. Để mình tẩy cái lọc ấy, thường thường là cái chai này nó rơi vào tầm 500 mini nhá. 500 mini nước này. Thì các bác thường thường nếu mà phun ủ hoa tầm 400 lít.
Nhưng mà để ép lọc thì các bác nên phun cho em tầm có khoảng 200 đến 250 lít. Đấy, khi để phun thì làm sao cho cái lọc nó dừng lại, nó cứng lại, không phun không được để nó rụng nhá. Thì trong cái chai này là các bác cứ phun cho em là chỉ phun một lần thôi. Sau đó là tầm 5 ngày sau thì các bác có thể là chuyển sang cái hộp phô sát này các bác các bạn. Đây. Có thể chuyển sang cái hộp phô sát này. Nó nằm 10 60 7. Thì cái phô sát này lên nó rất cao luôn. Thì để nó tạo cái vị thế cho đùn cái mầm hoa rất rất là thuận tiện luôn. Thì khi các bác đã phun cái cha size 636 này và sẽ phun lên về tầm 5 ngày thì các bác sẽ dùng cái phô sát này nhé. Hộp phô sát này thì các bác có thể là cộng thêm với gói combi vi lượng, em không quên thì để cộng vào cái gói combi vi lượng ấy, GA3 đa số là để nó thúc đẩy cho đồn những cái nhánh hoa ở lách khi mình xử lý thuốc cái chai thuốc như đợt trước, như chai 636 thì để đem lại hiệu quả cao. Thì đa số là các bác trong thời gian này cây nhãn là đem lọc rất rất chi là nhiều luôn, khỏe, và hầu hết là cái lọc nó rất chi là khỏe luôn và da dài. Và những nhiều vườn đa số là dài thường thượt luôn, nhưng nhiều vườn mà không xử lý đa số là sẽ dài thường thượt luôn, mà nó sẽ lọc đỏ au luôn, mà non như rau muống luôn. Mà đây là hôm nay mới ấm đấy, còn mai các bác cứ ra vườn thấy nó khác hẳn luôn với so mọi hôm. Nếu mà lạnh thì nó từ từ là nó còn đùn ra từ từ, còn không thì đa số là sẽ ra rất nhanh luôn, mà ấm, mà ẩm này, độ cao này rất cao luôn. Vì cái vừa rồi là nó mưa mất một tuần cho nên là cái nhãn khi nó ấm lên thì đa số là cái độ ẩm nó cao, nó thúc đẩy sinh trưởng cây rất mạnh luôn. Nếu mà như cái cây nhãn mà các bác mà khoanh chẳng hạn, đây em vẫn chia sẻ các bác, đây cây nhãn em khoanh và em mới cũng vừa băng được 1-2 cây rồi, nhưng trong thời gian mà là thường thường ấy là mình trong mùa này mình những cái vườn nhãn mà nó chưa liền thì các bác phải băng vào nhé, để mình thúc hoa để làm sao cho nó đùn, cho nó khi nó liền rồi thì những cái bông hoa nó ra đẹp hơn. Và đây cái vườn nhãn em đa số em vừa rồi em chăm sóc, cái bộ lọc nó rất chi là xanh luôn, mướt luôn các bạn. Đây các bạn, hầu hết đây này. Khi nhãn là nó đùn, sẽ là đùn ra thế này. Nên cây vừa rồi của em rất sai nhé. Đấy. Khi nó đùn ra thì mình sẽ ra tầm dài từ 5-7 phân. Nhưng có em đây, lọc nó đã chuyển lên dụng cánh như này. Vì em phun thuốc mà. Em phun thuốc và em đã xử lý khoanh thì đa số kể cả mưa sốc bằng mấy, cây của em chỉ có ra hoa chứ không bao giờ lọc nha các bạn. Những cái bông của em zoom cho các bác xem, đa số là đấy là cây bông là nó ra cây nó rất khỏe luôn đấy, em khoanh đấy, em vui băng. Thì riêng là cây vườn bác nào mà chưa băng nhé thì nên băng vào, nếu mà nó chưa có dấu hiệu liền thì các bác nên băng vào, sau đó để mình sẽ thúc hoa. Nếu mà bây giờ mình đã phun rồi, mình thúc khi bắt đầu các bác phun đợt 2 thì các bác lên rắc lên gốc nhé, em gốc để làm sao mình thúc hoa cho nó thuận tiện để cây kích thích bộ rễ. Thì bây giờ đang vào cái thời điểm là để mình thúc hoa rồi, thì hôm nay em chia sẻ hai cái sản phẩm này để gửi tới tất cả là mọi người để phun làm sao cho kịp thời, để tránh cái hiện tượng là cây nhãn bắt đầu là trong thời gian này ra rất khỏe và tránh bị mất mùa. Các bác cứ phun này trong vòng tầm một tuần là cây nhãn cây lá nó sẽ vàng ra, nó sẽ cứng nhá, nó cứng và nó sẽ đem lại cái tỉ lệ nó sẽ đùn hoa khỏe hơn. Nếu mà các bác mà phun muộn ấy, thường thường nó muộn mà nó riêng cái bông lọc mà nó ra dài quá thì xử lý nó hơi kém, thường cứ từ 7 đến 5 phân đổ về nó vẫn còn xoăn xoăn như lá chè là các bác xử lý tốt hơn. Thì trong một buổi chiều hôm nay em chia sẻ để gửi tới tất cả mọi người làm sao để xử lý được cái vườn nhãn nhà mình, để mình sao mình phun những cái lọc nhãn để cho sun lại, cho để cho từ tỉ lệ là từ lọc chuyển sang hoa, để cho cây nhãn lại được mùa một năm nữa sang năm 2024. Còn nếu mà các bác không phun ấy, nó sẽ tỉ lệ nó sẽ bị thấp thoát, mà nó sẽ cái tỉ lệ mà ra hoa thì nó không đạt các bạn. Thì em cũng làm cái nhãn cũng nhiều năm rồi, nhưng cái nhãn nào các bác là phun là không được, là phun trụi lọc,
phun trụi lộc thì đa số là những cái cây nhãn là lại mất mùa chứ không ra hoa đâu các bác ạ, không như cây vải. Riêng cây nhãn, những cái lộc bộ lộc ra đấy các bác chỉ phun để cho sun lại thôi, sun cái lộc hoặc là cứng cái lộc lại và nó sẽ nằm săn cái lộc lại, nó không phát triển nữa và nó sau đó sẽ đùn hoa. Sau đó là các bác sẽ kích phun từ được 5 ngày thì các bác phun thêm cho em một cái siêu lân này, cái phosphat, không thì các bác tùy cái tô bạc được và cộng cái combi G3 như em chia sẻ. Thì combi G3 hôm nay em lại không cầm thì có thể là em sẽ các bác combi G3 thì em không cầm, thì các bác có dùng mua trên thị trường có các dòng thuốc để sao mình xử lý để chặn độc ấy, sun độc ấy. Nếu không có thì alo em sẽ gửi thuốc cho các bác về để làm sao xử lý cho cái vườn nhà mình lại được cái hiệu quả cao và đạt cái được mùa năm 2024. Nếu mà các bác không xử lý nhanh thì đa số những cái vườn nhãn mà đi nó ra đỏ, nó ra nhiều, nó ta sẽ bị mất mùa, thấp thoát và sẽ bị sang năm 2024 đa số là mình không có thu và sẽ bị thu nhập nó sẽ kém. Vâng, thì trong buổi chiều em chia sẻ gửi tới tất cả các bác các bạn. Bây giờ em cũng xin phép dừng video. Các bác và các bạn xem video cho em xin một like, một nút chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh em nhé. Để em ra những cái video sau gửi tới tất cả các bác và các bạn những cái video hữu ích hơn. Vâng, bây giờ em chào tất cả các bác các bạn.